Vụ cháy nhà dân đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết và 2 người bị thương hôm qua tại phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy. Đây là điều tra ban đầu của cơ quan công an. Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân sát khu tập thể B9 Kim Liên, Hà Nội. Trong sự việc này thì có 2 người trong gia đình đã theo lối thoát duy nhất trên tầng 3 ra ngoài an toàn. Những căn hộ chỉ có một lối ra vào duy nhất, không có lối thoát hiểm là tình trạng rất phổ biến tại nhiều khu tập thể, chung cư cũ của Hà Nội. Đi kèm với đó là nhiều điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn không được đảm bảo ở những chung cư tập thể cũ này. Những lồng sắt kín mít, hầu như hộ dân nào ở đây cũng cơi nới thêm vài mét. 86 hộ dân tại khu tập thể B9 Kim Liên, nhiều nhà kết hợp giữa ở và bán hàng, chủ yếu hàng ăn. Khu vực tầng 1 có bếp nấu nướng và để xe. Nhà bà Nhàn ở đây gần 30 năm. Vụ cháy làm 5 người thiệt mạng, một lần nữa lại làm bà và những người dân ở đây lo lắng. Mọi người xung quanh đây đều lo lắng hết, kể cả dưới nhà, kể cả trên gác. Họ cũng cứ làm lồng kín mít thế thôi. Thế nên nó không thành một cái quy trình gì hết. Thế người dân tự phát. Tại nhiều khu tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh Xuân Bắc, Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, tình trạng cơi nới rất phổ biến. Có những gia đình khi làm những lồng sắt có để cửa thoát hiểm và có khóa. Tuy nhiên, nhiều người cho biết có những gia đình đã bị kẻ trộm lẻn qua lối cửa này đột nhập và lấy tài sản. Nhiều nhà để chống trộm nên lại hàn bịt kín lại. Cơi nới đủ kiểu này thì chết. Đến lúc có sự cố gì hết cửa, không thể cứu được. Rào rậu khiếp, nhà treo nhà móc, còn nhiều thứ trông ghê lắm. Thấy bảo là coi như xây dựng lại nữa mà chả thấy xây dựng gì cả. Tại phường Kim Liên, có nhiều khu tập thể được xây dựng cách đây 60 đến 70 năm. Ở thời điểm xây không có các đường thoát hiểm. Lối vào những khu vực này là ngõ sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được, gây khó khăn cho công tác chữa cháy khi có sự cố. Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố có gần 1.600 nhà chung cư cũ, có quy mô từ 2 đến 6 tầng như vậy, không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Quan chức năng cũng như là các cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu và đôn đốc cũng như phối hợp. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng phối hợp với trách nhiệm của mình và vận động người dân để làm sao mà cố cải tạo lại chung cư cũ để đảm bảo cho người dân. Yêu cầu người dân mở các lối thoát hiểm ở các lồng sắt mà đã xây dựng trước đây để có lối thoát khẩn cấp khi có sự cố xảy ra. Củi khô, quần áo, đồ đạc được chất đống. Có những lồng sắt được kéo ra gần sát với đường dây điện. Thậm chí có những hộ gia đình còn làm lồng vào cả đường dây điện. Những lối thoát nạn đã được bịt kín như vậy không phải là hiếm ở những khu dân cư thế này.